Vừa qua tại tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Uông Bí đã tổ chức khai mạc phổ biến kiến thức về quốc phòng an ninh cho 500 tăng ni Phật tử trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, nhiều tăng ni Phật tử đã có mặt tại trung tâm hội nghị thành phố Uông Bí để chờ đến giờ khai mạc lớp tập huấn. Nhiều tăng ni Phật tử hy vọng sẽ thu thập được những điều bổ ích từ chương trình tập huấn này. Qua buổi phổ biến về kiến thức quốc phòng an ninh ngày hôm nay thì giúp cho người Phật tử như chúng tôi được nâng cao ý thức và trách nhiệm về an ninh quốc phòng. Từ đó thì có thể vận động mọi người theo đường lối và chủ trương của nhà nước về các chính sách an ninh quốc phòng. Sau chương trình này thì chư tăng cũng như là quý Phật tử sẽ tích cực trong cái việc tu tập hành đạo và sẽ phát huy cái tinh thần bảo vệ quê đất nước, giúp cho quê đất nước được phát triển, ổn định và phồn vinh, nhà nhà được ấm no và hạnh phúc. Chương trình phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh thu hút 500 tăng ni Phật tử thành phố Uông Bí, trong đó có 300 tăng sư ni đến từ chùa Ba Vàng. Trong vòng 2 ngày, các tăng ni Phật tử được cập nhật 6 chuyên đề như quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Một số nội dung chủ yếu về nhiệm vụ quốc phòng an ninh của địa phương, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định 162 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo, phòng chống chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Các nội dung chuyên đề này đã được các đồng chí giảng viên chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng và sẽ truyền thụ cho các tăng ni Phật tử trong thời gian 2 ngày. Và cuối thời gian 2 ngày của lớp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, chúng tôi sẽ tổ chức viết thu hoạch để đánh giá cái kết quả và chất lượng học tập đối với các tăng ni Phật tử trên địa bàn. Thành phố Uông Bí là địa danh có tới 10 địa chỉ tâm linh như chùa Đồng, chùa Phổ Am, chùa Ba Vàng. Lớp phổ biến lần này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tới các tăng ni Phật tử trên địa bàn thành phố về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.